Bạn có biết, chỉ cần ngồi vào máy tính là bạn đã hít 12 đến 15 hơi mỗi phút. Đó là nhờ vào bọt biển mạnh nhất trên thế giới giúp bạn tồn tại. Tôi đang nói về lá phổi của bạn đấy. Ở nhiệt độ phòng, bạn hít vào khoảng 25.000 tỷ tỷ phân tử chịt với một hơi. Đó là 25, theo sau là 21 số 0. Hãy xem nó như thế nào nhé. Tôi sẽ thu mình thành phân tử Mikey và đưa bạn vào cuộc hành trình bên trong người bạn của tôi. Được rồi. Ouch! Nhớ nhắc tôi đừng làm vậy ngay sau khi ăn. Đây rồi. Bây giờ, bạn có thể thấy bụi, hạt và vi trùng trôi nổi xung quanh. Bạn đã sẵn sàng đi vào phổi chưa? Tôi có thể đi vào bằng mũi hoặc miệng. Hãy đi theo con đường phức tạp hơn. Chúng ta sẽ đi qua lỗ mũi. Wow, một cánh đồng lông. Các nang bên trong mũi cũng gần nhau như các nang trên đầu bạn vậy. Lông mũi đóng vai trò như các vệ sĩ. Chúng ngăn bụi bẩn, vi trùng và các phần tử khác xâm nhập vào phổi. Bạn có thấy thứ ánh sáng bóng trên mép lông không? Đó là lớp màng nhầy mỏng. Nó có nhiệm vụ giữ ẩm cho niêm mạc mũi và bẫy các mảnh vụn tích tụ trên lông mũi, giống như vườn ươm cho rỉ mũi vậy. Đi sâu hơn bên trong mũi, bạn có các sợi lông nhỏ hơn nữa. Chúng được gọi là lông mao, và bạn chỉ có thể nhìn thấy chúng bằng kính hiển vi. Chúng có nhiệm vụ di chuyển chất nhầy và các hạt nhỏ ra khỏi đường thở. Cuối cùng cũng có một chút không gian. Đây là học viện hải quân. À không, là khoang mũi. Công dụng của nó là giữ ẩm, làm ấm và lọc không khí trước khi đến phổi. Ở đây bạn cũng có ba thứ gọi là xương xoăn ở mỗi bên. Chúng trông giống như hot dog và cũng làm ấm và làm ẩm không khí bạn hít vào, đồng thời lọc các hạt. Tôi sẽ lách qua thứ này và đi xa hơn. Đường trượt xuống này là cổ họng hoặc yết hầu. Hãy di chuyển xuống thanh quản. Bạn có thấy đường trượt kia hướng về hướng khác không? Đó là nơi thức ăn đi qua. Ở đầu thanh quản, bạn có một vạt hình chiếc lá. Đó là nắp thanh quản. Nó sẽ đóng lại mỗi khi bạn nuốt để ngăn thức ăn tràn vào phổi. Bạn có thể thấy lỗ nhỏ hình tam giác đó không? Đó là những dây thanh quản của bạn. Chúng rung lên mỗi khi bạn nói và cho phép cường độ và lượng không khí khác nhau đi qua. Giờ chúng ta đang đi qua khí quản. Nó dài bằng hai đế tigon đặt chồng lên nhau, nhưng hẹp bằng đường kính của một đồng xu. Những cái vòng gập ghềnh trông giống như đường hầm được làm bằng sụn. Đó là một mô hình linh hoạt nhưng chắc chắn hỗ trợ cho khí quản. Với mỗi nhịp bạn hít thở, mỗi bước bạn đi, tôi sẽ theo dõi bạn. Xin lỗi, tôi không ngừng được. Trên thực tế, khi bạn hít vào, khí quản sẽ dài ra và mở rộng như một quả bóng. Khi bạn thở ra, nó sẽ trở về kích thước bình thường. Khí quản bây giờ chia thành hai ống nhỏ hơn, phế quản. Một phế quản đi sang phải và phế quản còn lại đi sang trái. Ô, nhìn kìa, lá phổi. Hãy xem chúng trông như thế nào từ bên ngoài nhé. Chúng có màu hồng nhạt và được làm bằng mô mềm, đàn hồi và xốp. Mỗi lá phổi đều nằm bên trong một bao mô, được gắn vào đó nhờ vào một lớp mỏng chất lỏng, giống như keo chảy vậy. Bao này tạo thành một bề mặt nhẵn để phổi nở ra mỗi khi bạn thở. Phổi của bạn cũng có kích thước và hình dạng khác nhau. Phổi bên phải ngắn hơn bên trái vì nó cần nhường chỗ cho gan. Tuy nhiên nó cũng rộng hơn phổi bên trái. Ở bên phải bạn có ba thùy, thùy trên, giữa và dưới. Ở bên trái bạn chỉ có thùy trên và thùy dưới. Ở phổi bên trái có một khe lộ ra trái tim. Xin chào, xấu hổ ư? Ngay bên dưới phổi là một cơ khổng lồ, cơ hoành. Nó hoạt động như một nơi nghỉ ngơi cho phổi và tim của bạn. Xung quanh phổi là các xương sườn, giống như lớp bảo vệ, phòng kín chứa phổi bên trong được gọi là lồng ngực. Bây giờ hãy vào bên trong để xem điều gì đang diễn ra nhé. Vị trí mà phế quản bắt đầu đi vào phổi được gọi là rốn phổi. Và một khi đi vào được bên trong, chúng còn chia ra thành các thùy. Giống như bên trong một thân cây chia thành hàng triệu nhánh nhỏ hơn. Ồ, đợi đã, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cơ hoành đang mở rộng. Chúng ta có bị đuổi ra không? Ok, chúng ta được an toàn ở đây. Giờ hãy xem xét kỹ hơn các nhánh nhỏ. Ôm chặt anh hơn, nhánh cây ơi. Đây là nơi chúng ta sẽ đến. Chúng nhỏ đến mức chúng ta có thể gọi chúng là tiểu phế quản. Chúng nhỏ hơn một hạt cát. Và ở đầu của những nhánh này, chúng ta có các chùm bóng bay. Tên chính thức của chúng là alveolar sacs, túi phế nang. Đừng nhầm với kèn outer sacs nhé. Ở đầu của những túi đó, bóng bay riêng lẻ được gọi là phế nang. Đó là nơi xảy ra quá trình trao đổi khí. Hãy vào bên trong để xem điều gì đang diễn ra. Phế nang có một màng ở bên ngoài, một số tế bào biểu mô, và bên trong nó có chất lỏng. Đến tận lúc này tôi vẫn lơ lửng trên không, nhưng giờ
tôi sẽ nhúng chân ướt. Các khoang bóng được bao quanh bởi các mạch máu nhỏ gọi là mao mạch. Chúng có thành rất mỏng để các phân tử oxy có thể đi qua. Bạn có thể thấy đốm nhỏ màu xanh lơ lửng trong và ngoài mao mạch không? Đó là khí carbonic. Khí này di chuyển tự do trở lại phổi giống như cách chúng ta đi vào. Nhân tiện, bạn sẽ nhớ lại rằng capillaries và Montagues không hòa hợp lắm trong Romeo và Juliet. Thật vậy. Giờ chúng ta đi qua các mô, tế bào, protein và cuối cùng là huyết tương. Chúng ta cần tìm phương tiện vận chuyển. Bên trong mạch máu mao mạch có một chiếc xe buýt khổng lồ, nó được gọi là tế bào hồng cầu, chứa nhiều sắt. Gần 70% lượng sắt trong cơ thể bạn nằm trong các tế bào hồng cầu này. Nó cũng có 270 triệu ngăn được gọi là phân tử protein, huyết sắc tố, và mỗi ngăn có 4 chỗ cho 4 phân tử oxy. Khi mọi người lên xe, chúng ta sẽ có một chuyến đi lớn nhất từ trước đến nay. Giờ chúng ta đang đi qua mạng lưới tim mạch, một tập hợp khổng lồ các mạch máu đi đến mọi tế bào trong cơ thể. Nếu chúng ta kéo tất cả các mạch máu thành một đường thẳng, chúng có thể di chuyển quanh trái đất nhiều hơn 2 lần. Bạn có nghe thấy tiếng bầm mạnh mẽ đó không? Đó là trái tim đấy. Động cơ đẩy oxy đi khắp cơ thể và đến nơi cần thiết. Nhưng bạn không nhận được mọi lượng oxy cần thiết từ phổi của mình. Lớp trên của tế bào da và các tế bào ở bề mặt trước của mắt nhận hầu hết oxy từ không khí. Bây giờ chúng ta đang đi đến trái tim và sau đó là động mạch lớn nhất trong cơ thể. Đó chính là động mạch chủ và nó giống như một cái rễ khổng lồ lan ra khắp cơ thể để tạo ra các rễ nhỏ hơn. Sau đó oxy đi đến các động mạch nhỏ nhất và đến các cơ. Đó là nơi chúng ta bắt đầu. Xe buýt để ta ra khỏi ghế và đi qua các tế bào cơ. Và từ giờ chúng ta phải làm gì đây? Chà, hẹn gặp lại ở một video khác nhé. Bye bye. Này, nếu bạn đã học được điều gì mới hôm nay thì hãy cho video này một like và chia sẻ cho bạn bè mình ngay nào. Và đây là một vài video hay ho khác dành cho bạn. Hãy chọn video bên trái hoặc phải, nhấn vào đó và thưởng thức. Luôn đồng hành cùng soi sáng nhé.